ngươi còn nước là nước tinh khiết được không? Vẫn là nước máy tốt? Tôi nghĩ câu hỏi này hoàn toàn phụ thuộc vào loại cây thủy sinh bạn phải nuôi. Ví dụ như bạn nuôi loại cây thủy sinh gốc vô trùng này, chắc chắn là dùng nước tinh khiết tốt hơn một chút. Nếu bạn muốn mua loại cỏ này, hoàn toàn không cần nước tinh khiết, nước máy là được. Cho nên nói cỏ cục phù hợp hơn với người mới. Tiếp theo là gì? Tôi giới thiệu một cái của nhà chúng tôi có thể làm sạch chất lượng nước. Cây thủy sinh này tên là trùng liễu, cây liễu của Trung Quốc. Trùng liễu không chỉ có thể làm sạch chất lượng nước, nó cũng có thể tạo ra axit. Cá nhỏ nhà bạn rất thích. Hơn nữa trùng liễu là cỏ nước âm tính, yêu cầu về độ bóng của nó không cao lắm. Cá nhỏ có thể dùng làm nơi trú ẩn. Nhận được hàng đều là một cái dịp vải với tôi, giống như cái lớn như vậy trong video của tôi. Nếu thích thì mua trực tiếp góc dưới bên trái là được rồi. Trùng liễu cỏ, cái này đường kính là đường kính 7 cm, giá 15 tệ 9 xu, rất ưu đãi phải không?